quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết đô thị sáng ngày 7 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, sau khi gây thiệt hại nặng nề cho Philippines, trưa ngày 5 tháng 12, bão Bopha đã đi vào Biển Đông. Cơn bão có diễn biến phức tạp với cường độ mạnh, di chuyển rất nhanh, có lúc đạt tới 30-35 km/h. Song trong 1-2 ngày tới, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, có thể mạnh lên cấp 13, cấp 14, giật đầu cấp 17. Trung tâm Khí tượng Thủy văn nhận định, với hoạt động của áp cao lạnh tăng cường rất mạnh, những ngày tới bão không có khả năng đi vào Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhưng có thể ảnh hưởng tới khu vực Nam Trung Bộ. Vào hồi 13 giờ chiều qua, vị trí tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, tức là từ 103 đến 133 km/h, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên khu vực phía bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Tiếp nối bản tin thời tiết đô thị sáng nay, xin mời quý vị cùng đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh phía Bắc đã có dấu hiệu suy yếu, tạo điều kiện cho những khối mây gây mưa tại khu vực giảm cường độ, trời hửng nắng và nền nhiệt độ tăng nhẹ lên mức 17 cho đến 21 độ, độ ẩm khoảng 60-65%. Như vậy là so với những ngày trước, sang ngày hôm nay, tiết trời tại các tỉnh miền Bắc đã khô hơn, sương mù không có khả năng phát triển. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, mặc dù nhiệt độ có tăng nhưng cảm giác rét lạnh vẫn còn duy trì, với nhiệt độ trong ngày dao động ở mức 16 đến 22 độ, độ ẩm trong không khí là 65%. Tuy nhiên, do trời không có sương mù nên thuận lợi hơn cho các hoạt động sinh hoạt và giao thông của người dân. Xu hướng trong 1 đến 2 ngày tới, nhiệt độ ít thay đổi và trời có ấm lên đôi chút. Tại thành phố Cảng Hải Phòng, thời tiết ấm dần lên, mưa cũng sẽ giảm nhanh, thuận tiện hơn cho các hoạt động sinh hoạt và giao thông. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 17 đến 23 độ, còn độ ẩm là 75%. Tuy nhiên, theo nhận định thì đợt thời tiết ấm lên này chỉ là tạm thời. Sau đó, trong một vài ngày tới, không khí lạnh phía Bắc sẽ tiếp tục được bổ sung gây giảm nhiệt, trời rét trở lại. Đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng phía Tây của hoàn lưu bão nên có khả năng có mưa xuất hiện, trời chuyển nhiều mây hơn. Diễn biến của bão số 9 khá phức tạp. Theo đó, thời tiết khu vực thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới cũng sẽ có một vài chuyển biến xấu theo bão. Theo nhận định thì trong hôm nay và ngày mai, tại khu vực thành phố nhiệt độ còn duy trì ở mức khá ổn định, từ 23 cho đến 30 độ, độ ẩm khoảng 70-75%. Mặc dù bão không chính thức đổ bộ vào thành phố, nhưng hoàn lưu mây bão sẽ còn hoạt động đem lại thời tiết nhiều mây cho khu vực thành phố cho đến cuối tuần. Hoàn lưu của cơn bão số 9 hiện còn ở khá xa so với đất liền các tỉnh Nam Bộ. Trong khi không khí lạnh ở phía Bắc đang suy yếu, sẽ là điều kiện tương tác khiến cho bão có hướng di chuyển lên khu vực giữa Biển Đông. Do vậy, bao phủ các tỉnh Nam Bộ ngày hôm nay vẫn là trường gió Đông Bắc từ phía rìa Tây Nam của bộ phận không khí lạnh suy yếu với bản chất khô, độ ẩm ít. Mặc dù khi xuống đến khu vực phía Nam, không khí lạnh đã đi qua một quãng đường khá dài trên biển, nên bản chất của nó đã bị biến tính đi nhiều, độ ẩm hội tụ trong không khí không đủ lớn để gây mưa cho khu vực. Chính những điểm này cho thấy tại khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh, trời tuy có mây nhưng lại không mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 23 đến 32 độ, độ ẩm là 50%. Còn đối với khu vực thành phố Cần Thơ thì thời tiết cũng trong giai đoạn ổn định, trời không mưa, dễ chịu, với mức nhiệt trong ngày dao động trong khoảng từ 24 đến 32 độ, độ ẩm là 55%. Xu hướng trong thời gian tới, thời tiết khu vực vẫn không có sự thay đổi nhiều, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt, giao thông của người dân địa phương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi dự báo thời tiết và đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt.